đó, mình để thẳng lên trên cái chảo vậy cho cá đó nó cũng có tròn. Đây là hộp cá mình mua có 99 xu, chưa được 1 đồng đó. Đó, mở ra hộp cá nó nhìn vậy nha, mình thả thẳng vô luôn, bỏ Vậy đó. đó. Bây giờ xịt cái này vô. Rau cải là ok. Đây là bữa cơm chắc là chỉ hết có khoảng chừng 1 đồng 20 euro. Cái khay cơm này chắc là 1 đồng 20, chứ thì đồng 50 là hết cỡ, bởi vì cá có 99 cent tèn tèn vậy đó, nhưng mà rất là ngon. Bữa nay mình đã đi được 24.254 bước chân, 13,7 km là 72 cm.